Chương 763. Thua người không thua trận. Lúc đó cho dù tôi rất sợ hãi nhưng vẫn không thể chịu thua. Tôi không nhịn được, nói: Có chuyện gì thì nói, quay cái đèn này ra chỗ khác đi, đau hết cả mắt. Một giọng nói trầm thấp vang lên: Xin lỗi cậu Trương Tiến Bảo, tôi chỉ muốn xác nhận cậu và người trên ảnh là cùng một người thôi. Tôi nghe xong càng chắc chắn đây là một vụ bắt cóc, còn có cả ảnh của tôi nữa. Thế là tôi cười nói: Thế nào, tôi ở ngoài đẹp trai hơn hay trong ảnh đẹp trai hơn? Đối phương cười ha ha. Đương nhiên là bên ngoài nhìn sáng sủa hơn nhiều. Tôi cũng không nhiều lời với hắn, trực tiếp hỏi: Nói đi, bắt tôi đến làm gì? Đòi tiền. Vậy thì phải khiến các người thất vọng rồi. Tiền của tôi đều là mồ hôi nước mắt, chỉ sợ các người có cầm cũng không có mạng mà tiêu. Vì ánh sáng mạnh nên tôi chỉ nhìn được từ cổ người kia trở xuống. Hắn mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi màu xanh đậm. Nghe giọng có vẻ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Nhưng thân hình của hắn ta cũng khá, hẳn là bọn cướp có IQ cao. Người kia nghe tôi nói vậy thì xua tay. Cậu Trương, cậu hiểu lầm rồi. Tôi lần này mời cậu đến là có chuyện nhỏ muốn nhờ cậu. Tôi cười lạnh. Lần đầu tiên tôi nghe nói có người muốn nhờ người khác giúp lại mời kiểu này đấy. Đối phương im lặng một lúc, sau đó phất tay cho người mang đèn cường quang đi. Lúc này tôi mới thật sự nhìn rõ mặt đối phương. Đó là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng điều khiến tôi khiếp sợ không phải gương mặt của người đàn ông này, mà là bên cạnh hắn ta còn có một nam một nữ. Người đàn ông kia chính là tên trông quen quen mà tôi nhìn thấy trong siêu thị. Còn người nữ chính là Hàn Cận đã lâu không gặp. Tôi lập tức hiểu ra, chuyện này chắc chắn có quan hệ đến tập đoàn Thái Long. Khó trách bọn chúng không để lộ sơ hở. Mặc dù tôi nhận ra Hàn Cận, nhưng lúc trước thấy cô ta tỉnh lại mà không nhận ra chúng tôi, nên tôi cũng không nói gì, làm như không quen biết. Tôi chỉ tò mò người đàn ông này là ai. Nhìn quan hệ giữa bọn họ, tên này chắc chắn có địa vị cao hơn hai người Hàn Cận. Chẳng lẽ hắn chính là ông chủ của tập đoàn Thái Long? Nếu như hắn biết trong tay tôi đang giữ bí mật quan trọng của tập đoàn Thái Long, thì có lập tức xử lý tôi không? Người đàn ông kia thấy tôi im lặng thì cười nói: Cậu Trương, cậu yên tâm, lần này chúng tôi mời cậu đến là để giúp đỡ, không có ý đồ gì khác. Tôi chỉ gật đầu không lên tiếng, chờ câu tiếp theo của hắn. Gã đàn ông kia không thấy tôi nói gì lại nói tiếp: Được, chúng ta quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Bản lĩnh của cậu thế nào chúng tôi cũng đã biết rồi. Tôi hy vọng cậu có thể tìm lại em trai của tôi, Hồ Vũ, đã mất tích 10 năm trước. Nói đến đây, tôi thấy gương mặt hắn có vẻ bi thương. Sau đó người này nói với tôi, hắn tên là Hồ Phàm, em trai hắn Hồ Vũ. 10 năm trước đã đến một hòn đảo tư nhân nhỏ ở Đông Nam Á rồi mất tích. Hơn 10 năm nay, hắn phái không ít người đi tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút manh mối gì. Nghe Hồ Phàm nói vài câu, tôi biết chuyện năm đó không thể đơn giản như thế. Chủ nhân của đảo nhỏ là ai? Họ đi đến đảo đó để làm gì? Tại sao em trai hắn lại mất tích? Những vấn đề này Hồ Phàm đều cố ý không nói rõ. Mặc dù hắn không nói mình là người của tập đoàn Thái Long, nhưng từ địa vị của hai người đứng cạnh, không khó để đoán hắn là một nhân vật quan trọng trong tập đoàn kia. Tình huống hiện tại đã rõ, tên này không muốn nói với tôi chân tướng sự thật, lại muốn tôi lên đảo giúp tìm thi thể em trai hắn. Chuyện này với tôi mà nói, đơn giản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thấy tôi mãi không nói gì, Hồ Phàm cười nói: Thế nào, cậu Trương, chuyện này chắc chỉ như ăn một bữa sáng với cậu thôi mà. Tôi hơi tức giận, gượng cười.
Ông Hồ, nghề của tôi là tìm xác. Không biết có phải ông đã chắc chắn em trai ông đã qua đời không? Ánh mắt Hồ Phàm tối lại. Mặc dù tôi không hy vọng như thế, nhưng có một sự thật, khả năng Hồ Vũ còn sống gần như bằng không. Tôi gật đầu, hai tay đan vào nhau, nói: Ông có đồ gì mà em ông yêu thích không? Hồ Phàm lạnh nhạt nhìn tôi. Không có. Tôi tức giận. Anh không có gì còn bắt tôi đi tìm cho anh. Đây không phải là nói chuyện tào lao à? Tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Nếu như thế, thì khả năng không cao, không thua gì mò kim đáy biển. Hồ Phàm cười ha ha, nói: Thế mới phải nhờ đến cậu Trương chứ. Tôi nghĩ thầm, tên này quấn lấy tôi như thế. Xem ra nếu bây giờ tôi nói chắc chắn không tìm được, có khi hắn sẽ xử luôn cái mạng tôi. Nên trước mắt cứ đồng ý đã, tranh thủ chút thời gian cho chú Lê và Đinh Nhất. Suy tính xong, tôi cười với Hồ Phàm. Được, tôi sẽ thử một lần, cũng không biết hòn đảo này cụ thể ở đâu. Hồ Phàm mỉm cười, sau đó thần bí nói: Chuyện này không cần cậu quan tâm, thuộc hạ của tôi tự sẽ đưa cậu bình yên đến đảo. Tên này cái gì cũng không nói, sự lo lắng trong lòng tôi càng lớn. Nếu như là lúc trước, dựa vào chút giao tình với Hàn Cận, có lẽ sau khi lên đảo, cô ta sẽ đối với tôi hạ thủ lưu tình. Nhưng Hàn Cận bây giờ, tôi không chắc chắn chút nào. Cuộc đối thoại của tôi với Hồ Phàm nhanh chóng kết thúc. Tôi đã từng thử thuyết phục hắn để tôi về nhà lấy hộ chiếu. Nếu ra nước ngoài mà không có hộ chiếu thì sẽ rất khó. Nhưng lại bị từ chối ngay. Nói là vì lần này chúng tôi không đi đường bình thường. Lòng tôi trùng xuống. Xem ra bọn chúng muốn vượt biên. Không xong rồi. Đinh Nhất có bản lĩnh thế nào cũng không tìm được tôi. Vì ngay chính tôi cũng không biết sẽ bị bọn chúng đưa đi đâu. Sau đó tôi lại bị chúng trùm túi đen lên đầu rồi nhét vào xe. Xe đi cả đêm về hướng tôi không biết. Theo tốc độ cùng số lần dừng xe, cả đêm này chúng đều chạy trên đường cao tốc. Ngay từ đầu tôi định sẽ cố không ngủ. Có lẽ đi qua một trạm thu phí nào đó có thể gặp cảnh sát kiểm tra. May ra còn có cơ hội sống sót. Nhưng đúng là đen đủi. Cả đường đều bình an vô sự. Ngay cả kiểm tra nồng độ cồn cũng không có. Mãi đến sau nửa đêm, tôi buồn ngủ quá không chịu được nữa, nên dựa vào người bên cạnh ngủ thiếp đi. Chương 764. Căn cứ vào độ mềm mại của người tôi dựa vào, chắc đó là Hàn Cẩn. Thật không biết bây giờ cô ta có còn nhớ chút chuyện nào trước đây không? Có điều, cho dù có, với cái kiểu của cô ta cũng sẽ không biểu hiện ra. Vì đầu bị chụp túi vải, cho nên mọi cảm nhận với bên ngoài của tôi đều phải dùng thính giác. Nhưng người trên xe dường như rất ăn ý, không ai nói câu nào. Dọc đường xe chạy cả ngày lẫn đêm, ngay cả ăn ngủ cũng ở trên xe luôn. Đương nhiên đi vệ sinh thì không được, nên mỗi lần tôi cần đi vệ sinh, chúng đều ra khỏi đường cao tốc, sau đó kéo tôi đến chỗ đất hoang để giải quyết. Hành trình đau khổ này đến đêm thứ hai cuối cùng cũng kết thúc. Lúc bị chúng xách xuống xe, tôi ngửi thấy mùi tanh mặn trong gió. Nếu như đây không phải chợ hải sản, thì chắc chắn trước mặt tôi là đại dương. Tôi bị người ta kéo thất tha thất thểu xuống xe. Chân tôi sớm đã tê dại, nên tôi không chịu được, nói: Nhẹ tay một chút đi, chân tôi sắp chảy máu rồi đây này. Giọng nói lúc trước lại vang lên: Xong ngay đây. Lúc đó tôi không hiểu câu xong ngay đây là có ý gì. Đến tận khi cảm thấy nơi đặt chân chênh vênh, tôi mới ý thức được mình đã bị đưa lên thuyền. Cùng lúc chiếc túi vải bị kéo xuống, tôi thấy giọng của Hồ Phàm. Cậu Trương, cậu vất vả rồi.
Tôi hơi híp mắt lại để thích ứng với ánh sáng trên thuyền. Thấy mình đang đứng trên đại dương mênh mông. Bây giờ tôi thực sự hối hận. Sao trên người mình không có một cái GPS định vị chứ? Nếu có thì may ra chú Lê có thể nhanh chóng tìm được tôi. Nhưng bây giờ, trên biển rộng mênh mông, có trời mới biết chúng muốn đưa tôi đi đâu. Lúc này có một người đàn ông vạm vỡ lấy hai cái ghế ra, một cho Hồ Phàm, cái còn lại đương nhiên là cho tôi. Hai tay tôi vẫn bị trói, cho nên chỉ đành kệ chúng kéo mình ngồi xuống. Tôi cười nói với Hồ Phàm. Ông đi cùng chúng tôi đến đây à? Hồ Phàm nhún vai nói. Tôi ngồi máy bay. Bà nội mày, tôi lập tức chửi 18 đời tổ tông của Hồ Phàm, nhưng mặt lại không hề thay đổi, nói. Thật ra ngồi xe cũng khá thoải mái. Lúc này một gã đàn ông da ngăm đen lùn mập đến hỏi Hồ Phàm khi nào xuất phát. Hồ Phàm phất tay. Xuất phát đi. Sau khi gã kia rời đi, tôi nhanh chóng cảm nhận được chiếc thuyền từ từ chuyển động. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát chiếc thuyền. Đây là một thuyền hàng rất lớn. Xem ra hành trình lần này của chúng tôi không hề ngắn. Có lẽ vì đã lênh đênh trên biển, nên chúng thấy dù tôi có nhảy xuống biển chạy trốn thì cũng bị chết đuối thôi. Vì thế mới tháo dây buộc ra để kệ tôi tự do hoạt động trong tầm mắt chúng. Đây là một chiếc thuyền hàng keo lớn. Đứng trên boong tàu có thể phóng tầm nhìn rất rộng. Thỉnh thoảng còn có ánh đèn của các thuyền đánh cá xung quanh. Mơ hồ có thể thấy trên chiếc thuyền đánh cá có viết Kim Môn. Chẳng lẽ đây là vùng biển Phúc Kiến? Xem ra bây giờ tôi lại vượt biên rồi. Lúc này tôi phát hiện trên boong tàu này trống trơn, không thấy những container như trên TV. Hồ Phàm thấy tôi thắc mắc nhìn thuyền hàng thì cười nói. Đây là thuyền vận chuyển dầu thôi, hàng đều ở phía dưới. Tôi gật đầu với hắn nhưng không lên tiếng, vì tôi biết nếu hắn muốn sẽ tự nói. Nếu hắn không muốn thì tôi có hỏi hắn cũng không trả lời, nên hỏi cũng như không. Lúc đi ngủ, tôi bị xếp vào một khoang rất nhỏ hẹp, không gian chỉ đủ cho một người nằm. Thật ra tôi có chút chứng sợ hãi bị giam cầm, cho nên luôn cảm thấy người khó chịu. Mặc dù căn phòng này có một cửa sổ nhỏ, có thể nhìn ra ngoài, nhưng giờ đang là đêm, bên ngoài đều là một mảng đen kịt. Nằm trong không gian này, một ngày cứ như một năm, khó chịu như thế không bằng lên boong tàu hít thở không khí còn hơn. Tôi vừa mở cửa, đã thấy gã quen mặt kia đứng ở đấy. Đi vệ sinh. Giọng nam trầm cất lên. Tôi lắc đầu thành thật nói. Chắc tôi bị say sóng, cảm thấy hơi khó thở. Gã kia gật đầu, tránh đường, ra hiệu tôi có thể lên boong tàu hít thở. Tôi như được đại xá khỏi không gian chật hẹp kia, nhanh chóng bước lên phía boong tàu. Được gió biển đêm thổi qua, trong lòng tôi dễ chịu hơn chút. Nhưng nhìn bức màn đen kịt dưới biển, tâm trạng lại rơi vào vực thẳm. Cái gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hôm nay tôi đã được lĩnh ngộ sâu sắc. Không biết khi lên đến hòn đảo kia sẽ có nguy hiểm gì đang chờ mình không? Sáng sớm hôm sau, lúc tôi vẫn đang hoa mắt chóng mặt, thì bị Hàn Cận đánh thức. Cô ta đến gọi tôi ra ăn sáng. Nhưng khi nhìn thấy hộp đồ đơn sắc kia, thì một chút khẩu vị cũng không có. Hồ Phàm thấy tôi không muốn ăn thì an ủi. Cậu Trương, cậu cố gắng một chút, chờ chúng ta lên đảo sẽ không phải ăn những thứ này nữa. Cuối cùng tôi đành phải nhai mẩu bánh mì, coi như là bữa sáng. Nếu như cứ bắt phải ăn hết cái hộp kia, chắc tôi sẽ nôn ra hết mất. May mà chúng cũng không ép tôi ăn, cũng coi như có chút tiếp đãi. Trong lúc tôi cho rằng sẽ ngồi chiếc thuyền này đi đến đích, thì đột nhiên chiều hôm sau, chúng tôi đổi sang một chiếc du thuyền cỡ trung giữa biển. Nó đã chờ sẵn ở đó từ trước. Sau khi lên du thuyền,
Tôi nghe thấy Hàn Cận gọi gã quen mặt kia là Lão Lục. Còn hơn chục người khác trừ Hồ Phàm, hẳn đều có thân phận thấp hơn hai người họ, nhưng đều là những kẻ luyện võ lâu năm. Với loại trình độ cặn bã như tôi, đừng nói là đối phó cả đám, một người thôi cũng đủ khó rồi. Sau đó chúng tôi lại chạy trên biển một đêm. Đến hừng đông hôm sau, tôi lờ mờ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ trong sương mù ở phía trước. Hòn đảo kia có hình dáng kỳ lạ, có hai ngọn núi lớn nhỏ. Mặc dù tôi không biết đây là đâu, nhưng với khí hậu và thực vật trên đảo, thì đây chắc chắn là hòn đảo ở một nước Đông Nam Á nào đó. Chương 765. Trong lúc du thuyền chậm rãi đến gần hòn đảo, tôi phát hiện mặc dù hòn đảo này có nhiều hòn đá kỳ lạ, nhưng nước biển lại rất trong xanh, cực kỳ xinh đẹp. Nhớ ra đây là một hòn đảo tư nhân, tôi thầm nghĩ, nếu có một ngày mình cũng mua được hòn đảo nhỏ như thế này thì quá tuyệt vời. Nhưng sau khi chúng tôi lên đảo mới phát hiện ra, dù hòn đảo này rất đẹp, nhưng lại là một đảo hoang không bóng người. Tuy trên đảo cũng có bến tàu nhưng là kiểu cũ, lại còn rất hoang tàn, giống như đã xây dựng vài thập kỷ trước. Đặc biệt bên trên còn có biển quảng cáo, giống tiếng Anh nhưng không phải là tiếng Anh. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là tiếng Đức. Nhìn độ hoang tàn của nơi này, chắc hẳn là mới xây dựng vào khoảng chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, tôi không biết nhiều. Nhưng trong ấn tượng của tôi, hình như Đức không động đến mấy nước Đông Nam Á. Vậy những kiến trúc này là ở đâu? Mặc dù nghi ngờ, nhưng tôi vẫn im lặng đi theo bọn Hồ Phàm. Đến khi trước mặt xuất hiện mấy người mặc đồ giống bọn Hàn Cận. Khi lại gần, người đứng đầu là một gã gầy đét, mặt xanh xám. Hắn khách sáo bắt tay với Hồ Phàm, hai người thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi. Khi bốn mắt giao nhau với gã đàn ông khô đét kia, tôi lại có cảm giác rùng mình. Người này chắc chắn không phải hạng người bình thường. Nếu như Lão Lục trước kia cạnh tôi cả người đều là sát khí, thì người này lại toàn thân có tà khí. Mặc dù tôi chỉ nhìn hắn một cái, nhưng có thể nhận ra hắn nhất định là người trong huyền môn, bản sự cũng không thấp hơn chú Lê. Sau khi hai nhóm người hợp lại, có một chiếc xe buýt cũ nát chờ sẵn ở trước, trông có khi còn lớn tuổi hơn cả tôi. Không biết bọn chúng tìm được ở đâu. Chờ sau khi tất cả lên xe, xe chạy tới sâu trong núi. Một điều khác khiến tôi giật mình là dọc theo con đường này, ngoại trừ bến tàu và mấy tòa nhà thì cả đường không còn gì khác. Nhìn hướng đi, chúng tôi đang đi đến một ngọn núi nhỏ. Không biết trong khu rừng nhiệt đới này sẽ có thứ gì đang chờ mình. Lúc lên xe, tôi cố ý ngồi cách xa gã khô gầy kia, vì lúc nãy tôi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tôi rất không tốt. Lúc này tôi đang như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Nếu không cẩn thận, có khi chết thế nào cũng chẳng biết. Xe buýt đi nhanh theo đường cái vào sâu trong rừng, một công trình u ám xuất hiện. Đó là một tòa nhà 6 tầng màu xám trắng. Dù chưa đi đến gần, nhưng tôi đã cảm nhận được áp lực không diễn tả được. Kỳ lạ nhất là, trên đường chúng tôi đến đây, thực vật hai bên đường đều sinh trưởng bừa bãi. Nhưng chỉ có ở đây, cứ như ngay cả dây leo cũng không muốn mọc lên. Bản năng của tôi đối với nơi này có một loại cảm giác e ngại gì đó. Dường như nơi này nhiều năm trước đã phát sinh một loại chuyện đáng sợ. Hồ Phàm thấy sắc mặt tôi nghiêm trọng, liền cười hỏi. Thế nào, cậu Trương cảm nhận được gì rồi? Tôi lắc đầu. Tạm thời không có cảm giác gì, có điều nơi này khiến tôi không thoải mái. Tôi cẩn thận quan sát tòa nhà này, phát hiện ở một chỗ khuất tầm mắt có treo một hình chữ thập đỏ không rõ màu sắc.
Chẳng lẽ ở đây từng là bệnh viện? Tôi biết bọn hồ phàm biết chuyện gì đã xảy ra, có điều họ không muốn nói mà thôi. Nhưng họ càng không muốn nói thì tôi lại càng muốn biết. Cũng không phải do tính hiếu kỳ nổi lên, mà người bình thường sẽ thấy sợ hãi những chuyện mình không rõ ràng. Bởi vì càng không hiểu rõ thì càng không thể kiểm soát được. Hồ Phàm thấy tôi nhíu chặt mày thì chỉ về phía khu nhà màu trắng xám, nói: Những năm 30 của thế kỷ trước, đây đã từng là một bệnh viện tâm thần do người Đức xây dựng. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra không lâu, bệnh viện tâm thần này xảy ra một vụ thảm án. Bệnh nhân đánh bệnh nhân, khiến tất cả 75 bệnh nhân lúc đó và 36 nhân viên y tế đều gặp nạn. Từ đó về sau, chính phủ phong tỏa nơi này, hòn đảo này cũng trở thành cấm địa với ngư dân quanh đây, vì họ đều tin rằng những bệnh nhân tâm thần chết đi đều biến thành ma quỷ ẩn hiện ở đây. Cho nên dù gặp phải sóng gió thế nào, ngư dân cũng không dám lên đảo tị nạn, vì họ biết nếu lên đảo chắc chắn sẽ có đi mà không có về. Nghe Hồ Phàm kể xong sự cố kinh hoàng đó, tôi thầm nghĩ, không biết chuyện hắn nói có bao nhiêu phần là thật. Hắn thấy tôi vẫn không nói gì, thì quay người sang nói với Lão Tứ và Hàn Cận. Hai người đưa cậu Trương đi quanh đây, chuyện chính đến đêm sẽ xử lý. Tôi vừa nghe họ muốn đưa tôi vào trong thì không khỏi run lên, trên mặt cũng lộ ra nét sợ hãi. Đột nhiên, tôi cảm giác như có ánh mắt như có như không, nhìn mình chằm chằm. Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp một đôi mắt dài nhỏ nhìn mình, trong đó đều là sự trào phúng. Lại là gã gầy còm kia, tôi sợ thì sao chứ? Tôi cũng không phải nhân vật lợi hại gì, sợ thì có làm sao? Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, trên mặt tôi cũng không chịu được. Thế là tôi trừng hắn, sau đó dẫn đầu đi về phía tòa nhà. Lão Tứ và Hàn Cận thấy tôi đi trước cũng đuổi theo. Vừa đi vào, nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống. Giống như trong này có điều hòa vậy. Dù sao tôi cũng lăn lộn với chú Lê nhiều năm, nên biết đây là âm khí. Cho dù bên ngoài trời nắng chói chang, nhưng nơi này cứ như là một thế giới khác. Nhìn những vết nâu đậm trên tường, tưởng tượng năm đấy máu của những người kia bắn tung tóe lên đó. Nếu Hồ Phàm nói thật, thì nơi này có khác gì luyện ngục đâu. Nếu không thì sao hơn 100 mạng người lại chết chỉ trong một đêm? Tôi quay sang hỏi Hàn Cận. Các người có ảnh của Hồ Vũ không? Không có cái gì thì tôi biết tìm thế nào? Kết quả Hàn Cận lại lắc đầu nói. Không có, căn cứ theo như tư liệu của cậu, cậu có thể nhìn thấy ký ức của người chết, cho nên có ảnh hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu có thể tìm thấy thi thể Hồ Vũ là sẽ biết anh ta là ai. Cô ta nói vậy rồi dừng lại, cười nhẹo nói. Không phải à? Đột nhiên bị cô ta hỏi thế, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, đành gãi đầu không nói gì. Lúc này, ba chúng tôi đi qua đại sảnh tầng 1, đến một hành lang dài. Chương 766. Hai bên hành lang có nhiều phòng bệnh, nhưng tôi cũng không định đi xem từng phòng, vì biết chắc những nơi này Hồ Phàm đã tìm rồi. Nên tôi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó đi tới phía cầu thang, định lên tầng 2 xem xét. Hàn Cận và Lão Tứ không có ý kiến gì, chỉ đi theo sau tôi. Bố cục của tầng 2 và tầng 1 không khác nhau, chỉ khác là trên tường ở sảnh tầng 2 treo rất nhiều ảnh của các nhân viên y tế. Có nhiều bức ảnh đã không nhìn ra ảnh trên đó nữa. Thế nhưng lờ mờ có thể nhìn ra những người này đều là người châu Âu, mắt to, mũi cao. Càng lên cao, âm khí càng nặng, đặc biệt là sân thượng. Ở đó có một tấm gương rất lớn. Mặc dù bên trên đã có nhiều vết nứt,
nhưng tấm gương vẫn đứng đó, không thực sự vỡ ra. Trên bề mặt tấm gương, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh phản chiếu của mình, giống như có nhiều người cùng đứng trước gương. Loại cảm giác này khiến tôi rùng mình, không muốn nhìn thêm phút nào nữa. Có lẽ Hàn Cận và Lão Tứ cũng không thích nơi này, cho nên khi tôi hỏi có thể ra ngoài chưa, họ lập tức đồng ý. Khi chúng tôi ra ngoài, Hồ Phàm vẫn ở bên ngoài chờ. Thế nào, trong đó có gì đặc biệt không? Hồ Phàm vẫn giữ thái độ ung dung, chân thành hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Tạm thời chưa phát hiện được gì. Hồ Phàm như đã sớm biết sẽ có kết quả này, cũng không nói gì, chỉ dặn dò đám Hàn Cận đưa tôi về phía doanh trại. Tôi nghe thấy chỗ này còn nơi nghỉ chân thì thầm may mắn, ban đêm không phải ở đây rồi. Thế nhưng khi đi ngang qua gã khô gầy kia, hắn đột nhiên lạnh lùng nói: "Không bị dọa vãi đái ra quần đấy chứ?" Tôi nổi giận, nhưng vì cục diện trước mắt nên đành hít một hơi thật sâu, sau đó giả như không nghe thấy gì mà đi qua hắn. Doanh trại mà Hồ Phàm nhắc đến nằm ở một bãi đất trống cách đây không xa. Trước đó có lẽ ở đây là khu rừng rậm, sau đó bị chặt hết cây đi. Nhìn những vết cắt trên gốc cây, có lẽ đã bị chặt mấy năm rồi. Xem ra đúng như Hồ Phàm nói, họ thường đến đây để tìm kiếm. Ở doanh địa này, trừ một ngôi nhà gỗ ba gian thì còn lại đều là lều quân dụng dựng tạm. Tôi nhìn ba gian nhà gỗ tối đen như mực kia, cảm thấy ở lều quân dụng vẫn tốt hơn. Buổi trưa, Lão Tứ dẫn người lên núi bắt mấy con gà rừng về nướng ăn. Mùi vị cũng không tệ. Từ lúc lên thuyền tôi chưa ăn được gì tử tế, nên ăn một mình gần hết nửa con. Lão Tứ như rất hài lòng với việc khẩu vị tôi tốt hơn. Nhìn đống xương kia còn hỏi tôi có ăn nữa không. Tôi vội xua tay. Thôi, vừa rồi đói quá nên ăn vội, giờ không ăn được nữa. Lúc này, Hồ Phàm và gã khô gầy kia đứng cách không xa nói chuyện với nhau. Họ vừa nói vừa thỉnh thoảng nhìn về phía tôi. Tôi bị họ nhìn đến phát sợ, không nhịn được hỏi Hàn Cận bên cạnh. Người có mặt như xác chết kia là ai? Hàn Cận không động mí mắt, nói: Hắn tên Mao Khả Ngọc, giống như cậu, là một thần côn. Tôi tức giận nói: Hừ, sao lời cô nói lại khó nghe thế chứ? Ai là thần côn? Hắn là hắn, tôi là tôi. Tôi là người có tài thật, nếu không các người bắt tôi đến đây làm gì? Hàn Cận nhếch miệng, không nói nữa, tập trung ăn miếng gà của mình. Mặt trời lặn về tây, tôi mới biết trong rừng nhiệt đới lại có nhiều muỗi như thế. Có điều nói cũng lạ, mấy con muỗi bay ong ong quanh tôi nhưng không một con nào cắn cả. Đến cả Hàn Cận và Lão Tứ cũng phải dùng thuốc chống muỗi xịt hết người kia mà. Nhìn đám người lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng đó, giờ bị mấy con muỗi làm cho chật vật như thế, tôi thực sự không nhịn được cười. Đêm chóng đến, lúc tôi lại quay về tòa nhà kia, tôi biết cuộc chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nếu như là bình thường, có đánh chết tôi cũng sẽ không đến nơi cực âm có hơn 100 người chết này. Nhưng bây giờ là tình thế bắt buộc, dù sợ hãi thế nào cũng phải cố gắng. Lần này trừ Hàn Cận và Lão Tứ, Mao Khả Ngọc cũng đi vào cùng. Nhìn tên nặng nề quỷ khí kia cầm la bàn đi đằng trước, trong lòng tôi tức giận không có chỗ để phát tiết. Chẳng lẽ lại nói trắng ra là oan gia đồng hành? Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi là đã không có hảo cảm rồi. Đương nhiên tôi cũng không chào đón hắn, giống như giữa hai chúng tôi có một cảm giác địch ý trời sinh vậy. Khi quay lại tòa nhà, cảm giác lúc này khác hẳn ban ngày. Lần đầu đi dù cũng có cảm giác đáng sợ, nhưng so với cảm giác hiện tại thì chỉ như hạt bụi. Tôi cẩn thận đi sau lưng Mao Khả Ngọc, còn Hàn Cận và Lão Tứ đi sau lưng tôi. Mặc dù với đội hình như bây giờ, vị trí của tôi là an toàn nhất, nhưng ai biết được khi gặp nguy hiểm,
tên Mao Khả Ngọc này có lôi tôi ra làm bia đỡ không? Trước kia khi đi cùng chú Lê và Đinh Nhất, trong lòng tôi luôn yên tâm, vì tôi biết dù có nguy hiểm gì thì họ cũng sẽ lấy sự an toàn của tôi lên làm đầu. Còn bây giờ, nếu tôi không còn giá trị lợi dụng, thì chẳng biết lúc nào sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Nên tôi cũng phải suy tính cho mình một chút. Nơi này dị thường cổ quái, nếu thực sự có chuyện xảy ra, tôi chắc chắn không ứng phó nổi. Nghĩ vậy, tôi không kìm được lấy răng thú trước ngực ra. Mao Khả Ngọc lập tức tỏ vẻ khinh bỉ. Hóa ra mệnh của mày dài như thế là do có thứ này che chở. Tôi không để ý đến hắn, vì tôi không muốn đấu khẩu với hắn ở đây. Lúc này tôi cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Dù sao bây giờ trong tay tôi trừ cái đèn pin thì không còn vũ khí nào khác. Đương nhiên trong ống quần tôi còn con dao thép. Lúc bọn chúng bắt, chắc cảm thấy tôi không có khả năng chiến đấu gì. Trên người cũng không thể có vũ khí nên không lục soát cẩn thận. Bây giờ không thể tùy tiện bại lộ con dao thép này được. Phải để đến khi thật cần thiết mới đem ra dùng. Mao Khả Ngọc đang đi tới đi lui trước mặt tôi bỗng nhiên dừng lại. Tôi thấy la bàn trong tay hắn có dị động. Tôi đến gần nhìn, thấy kim la bàn đang xoay như trong chóng. Xem ra gần đây nhất định có oán linh xuất hiện. Chương 767. Lúc tôi nhìn thấy la bàn của Mao Khả Ngọc xoay chuyển là biết có chuyện không ổn rồi. Thế nhưng bây giờ chú Lê không ở cạnh, tôi cũng không biết phải làm gì. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy tai ù đi, giống như có vô số lệ quỷ đang gào khóc. Tôi không chịu được, ôm lấy đầu quỳ trên đất. Hàn Cận vừa định đi đến đỡ tôi thì bị Mao Khả Ngọc quát. Đừng đến gần cậu ta, âm khí của cậu ta quá nặng, đang thu hút lệ quỷ trong tòa nhà này đến. Bây giờ tôi cũng không bận tâm xem hắn nói gì. Mặc dù những oán khí này không thể nhập thân, thế nhưng vẫn có tác động lớn với tôi. Loại âm thanh oán quỷ kia vang lên khiến đầu tôi đau như nứt ra. Cùng lúc đó, Mao Khả Ngọc cắn lưỡi phun ra một ngụm máu, mới ngăn được những oán quỷ kia cùng nhau gào khóc. Còn tôi quỳ trên mặt đất hồi lâu mới đỡ. Đến khi ngẩng đầu nhìn Mao Khả Ngọc, tôi thấy sắc mặt hắn trắng hơn lúc trước. Lúc lão tứ đỡ tôi dậy, có một giọt chất lỏng ấm rơi xuống tay. Cúi đầu nhìn mới biết là máu. Tôi xoa mũi theo bản năng, không ngờ lại khiến tôi chảy máu mũi. Vừa nhìn thấy máu thì lòng tôi đã hoảng loạn, nhưng vẫn giả bộ trấn định lấy tay áo lau đi. Đúng là xui xẻo, không ngờ oán khí ở đây lại nặng như thế. Hàn Cẩn đi đến cạnh đưa tôi tờ giấy. Trên tay cũng có. Tôi giật mình, vội đưa tay lên sờ, quả nhiên tai cũng chảy máu. Tôi cố gắng lau lỗ tai thật chậm, che giấu nội tâm hoảng loạn của mình. Không chết được đâu, tiếp tục đi. Mao Khả Ngọc lạnh lùng nói. Tôi thầm nén lửa giận trong lòng, không nói gì mà chỉ tiếp tục đi theo sau hắn. Tôi thầm tự hỏi, còn tiếp tục như thế này cũng không phải cách hay. Nơi này đối với người bình thường có thể không sao, thế nhưng âm khí trong cơ thể tôi quá nặng. Nếu chuyện như vừa rồi lại tiếp tục lặp lại, cơ thể tôi không biết còn chịu được bao lâu. Tôi vừa đi vừa nghĩ, đã lên đến tầng 2. Mao Khả Ngọc đi phía trước cua vào hành lang tầng 2. Thật ra có một vấn đề từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa rõ. Đó chính là tại sao họ vẫn muốn đi vào trong này? Không phải họ đã sớm tìm từng ngóc ngách tòa nhà này rồi sao? Hay là thứ bọn chúng tìm không chỉ có thi thể của Hồ Vũ mà còn cả thứ khác nữa? Tập đoàn Thái Long không thấy lợi thì không làm. Tên Hồ Phàm kia càng khẩu Phật tâm xà hơn. Nên chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như hắn nói. Mà tôi cũng chỉ là tên ngốc
bị bọn chúng bắt đến dò đường mà thôi. Đêm nay trăng rất sáng. Đáng tiếc là bị dãy phòng hai bên ngăn cản, ánh trăng không chiếu vào được hành lang tối đen. Tôi cẩn thận đi sau Mao Khả Ngọc, cảnh giác với động tĩnh xung quanh, sợ lại xuất hiện tình cảnh như vừa rồi. Lúc này căn nhà rất u ám, tôi cũng không tin ở chỗ này có thể tìm được thi thể Hồ Vũ, nhưng không còn cách nào khác. Dù sao trong mấy người ở đây, tôi cũng không có quyền quyết định, cũng chỉ có thể phí công đi theo họ từng tầng từng tầng. Cuối cùng, chúng tôi lại đến trước tấm kính lớn kia. Khi đèn pin trong tay chúng tôi đều cùng chiếu vào tấm gương đã vỡ vụn, lập tức trong gương có vô số bóng người nhốn nháo. Trong nháy mắt, tôi bị ánh đèn pin trong tay chiếu vào chói mắt. Tôi nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng khi mở mắt ra, những bóng người trong đó lại không phải bọn hèn cận. Nhìn những gương mặt trắng bệch lạ lẫm, tôi lập tức nhận ra đó chính là những nhân viên y tế đã chết vì có ảnh treo trên tường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đột nhiên có nhiều ma quỷ xuất hiện như vậy khiến tôi trở tay không kịp, đành ném đèn pin về phía tấm gương kia. Tấm gương lớn trước mặt bị vỡ toang thành trăm mảnh vụn như hoa tuyết lao tới. Tôi lập tức giơ tay lên che mặt, nhưng chờ mãi vẫn không có cảm giác đau đớn do mảnh kính cứa vào. Tôi từ từ hạ tay xuống. Hoàn cảnh trước mặt tôi lúc này giống như đang quay về quá khứ. Những người mặc quần áo bệnh nhân đang đi qua đi lại bên cạnh tôi. Những bệnh nhân này phần lớn đều là người da vàng châu Á, nhưng tôi có thể chắc chắn họ không phải là người Trung Quốc. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy nhân viên y tế người Đức, mắt to mũi cao đi ngang qua. Nơi này giống như một bệnh viện bình thường. Nhưng tôi biết mình không xuyên về quá khứ. Chẳng qua tấm gương kỳ lạ kia khiến tôi nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong vài thập niên trước mà thôi. Nhập gia tùy tục, tôi kiểm tra qua cơ thể mình. Quả nhiên không bị những mảnh vỡ kia làm bị thương. Thế là tôi xuyên qua những bác sĩ và người bệnh kia. Họ cứ như không hề nhìn thấy tôi. Lúc đầu tôi cho rằng nơi này không khác gì những bệnh viện tâm thần khác. Nhưng khi một bác sĩ người Đức cởi blouse trắng ra, tôi thấy bên dưới là quân phục Đức. Chẳng lẽ đây là bệnh viện do quân đội Đức xây dựng? Mặc dù tôi không biết lúc đó chiến tranh thế giới thứ hai đã nổ ra hay chưa, nhưng việc người Đức bí mật xây dựng một bệnh viện tâm thần ở đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Đang nghĩ ngợi, tôi chợt thấy hai người đàn ông Đức kéo một người châu Á đang cố giãy giụa đi về phía tôi. Người châu Á kia hoảng sợ và đau khổ, giống như biết trước mình sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi vốn định đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng giữa đường đột nhiên bị một thứ khác hấp dẫn. Đó là một người châu Á trẻ tuổi, dáng người cao gầy, màu da sáng hơn những người châu Á khác ở đây, nhưng lại vàng hơn những người Đức. Quần áo anh ta mặc cũng không giống tôi, không giống ở thời không này. Nếu như tôi đoán không lầm, anh ta là một người Trung Quốc. Không ngờ tôi lại nhìn thấy anh ta cũng nhìn thấy tôi. Điều này khiến tôi giật mình. Chẳng lẽ anh ta cũng không thuộc về thời gian này giống tôi? Chúng tôi phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, nên từ từ đi về phía người kia. Anh cũng không thuộc về nơi này, anh là ai? Đối phương mở lời trước. Chương 768. Tôi không trả lời anh ta ngay mà hỏi ngược lại. Đây là bệnh viện tâm thần à? Người trẻ tuổi kia lắc đầu nói. Ngoài mặt là bệnh viện tâm thần, nhưng chuyện đằng sau thì không ai tưởng tượng ra được. Tôi thấy người trẻ tuổi này có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn cũng là người trong cuộc, nên hỏi anh ta.
anh cũng là do Hồ Phàm phái đến. Người kia sững sờ, sau đó gật đầu nói: Tôi cũng là do anh ta cử đến, anh cũng vậy à? Lúc đó không phải anh ta nói sẽ đích thân tới đón tôi ư? Tôi nghe anh ta hỏi mà không hiểu gì, đành thuận miệng nói: Ông ta đến rồi, đang ở bên ngoài. Có điều hiện giờ chúng ta đang bị giữ ở thời điểm vài thập niên trước. Người trẻ tuổi kia nghe xong thì sắc mặt nặng nề, cảm giác như lời nói của tôi đã kích thích chỗ nào đó. Lúc này anh ta đột nhiên hỏi: Đã tìm được vật kia chưa? Vật kia? Cái gì có thể xem như đồ vật không? Đương nhiên, nếu dùng từ đồ vật để nói đến thi thể Hồ Vũ cũng không phải không được. Nên tôi thuận miệng nói: Chưa. Người trẻ tuổi gật đầu không nói gì nữa. Nhưng tôi không muốn tiếp tục ở đây, nếu không chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị giam lại mất. Nghĩ đi nghĩ lại, tình huống này xuất hiện khi tôi đứng trước tấm gương ở tầng 6, nên tôi nói với người trẻ tuổi kia: Đi lên tầng 6, có lẽ sẽ rời khỏi đây được. Nhưng anh ta lại lắc đầu, nói: Bây giờ chưa đi được, chúng ta phải tìm thứ kia đã. Tôi thấy anh ta cũng quá trung thành, có điều nghĩ lại, dù sao nơi này trừ tôi ra, những người khác đều là tự nguyện đến. Nhưng vấn đề là nếu bây giờ không ra, cứ ở lại trong ảo cảnh do vong hồn tạo dựng từ vài thập niên trước, sao có thể tìm được Hồ Vũ đã mất tích 10 năm trước chứ? Mặc dù tôi chưa hiểu tên này định làm gì, nhưng vẫn đi theo anh ta lên tầng trên. Anh ta quen thuộc đi đến tầng cao nhất, nhưng ở đó có mấy tên lính gác đang đứng. May mà chúng tôi không hề tồn tại trong mắt họ, nên cũng tự do đi lại. Nhưng vấn đề là, bệnh viện này có gì bí mật mà ba bước lại có một trạm kiểm soát nghiêm ngặt? Có phải là làm hơi quá không? Sau khi lên đến tầng 6, tôi nhận thấy những bác sĩ người Đức này không còn dáng vẻ như ở dưới kia nữa. Tất cả đều hành xử như quân nhân. Có lẽ đây chính là nơi cất giấu bí mật của bệnh viện này. Nghe những người Đức này huyên thuyên, tôi không hiểu câu nào. Nhưng nhìn sắc mặt của người trẻ tuổi kia thì dường như anh ta hiểu. Chỉ thấy sắc mặt anh ta nghiêm trọng nhìn một điện báo của người Đức. Sau đó sĩ quan chỉ huy kia cầm một xấp tài liệu và một cái đồng hồ bỏ túi, cho vào két sắt sau bức tranh trên tường. Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào két sắt, ghi nhớ mật khẩu. Đúng lúc này, dưới tầng vang lên tiếng hét sợ hãi, giống như có chuyện gì đó kinh khủng đang xảy ra. Tên sĩ quan người Đức vội đóng két sắt lại, sau đó nhanh chóng ra ngoài xem có chuyện gì. Tôi và người trẻ tuổi kia liếc nhau, cảm thấy chắc chắn đồ trong tủ rất quan trọng. Nhưng giờ chúng tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nên cũng không biết cụ thể nội dung những tài liệu kia. Sau tiếng hét chói tai kinh dị đó, tình hình dưới lầu hình như càng nghiêm trọng hơn, thỉnh thoảng lại có tiếng súng vang lên. Chúng tôi vội chạy xuống tầng dưới xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi đi ngang qua tấm gương, trước mắt lại đột ngột sáng chói, tôi không chịu được phải nhắm mắt lại. Chờ đến khi ánh sáng kia biến mất, xung quanh lại là một mảng đen kịt. Xem ra đã quay lại rồi. Tôi cố gắng thích ứng với bóng tối, từ từ nhìn rõ từng thứ. Tôi vẫn đang đứng trước tấm gương vỡ, chỉ là bọn Hàn Cận vẫn không ở cạnh tôi. Hàn Cận! Tôi thì thầm gọi, nghĩ thầm không phải họ bỏ tôi lại đấy chứ. Thế nhưng tôi gọi vài lần vẫn không có ai trả lời. Không thể làm gì hơn là cúi xuống đất mò tìm đèn pin tôi đã ném đi. Không ngờ lúc tôi vất vả tìm được đèn pin, bật sáng lên thì sau lưng tôi có một đôi chân không tiếng động xuất hiện. Bây giờ tôi rất mẫn cảm với bầu không khí xung quanh nên lập tức quay đầu nhìn. Kết quả tôi vừa quay đầu đã cảm giác có một gọng kìm túm chặt cổ áo, lôi tôi từ tầng 6 xuống tầng 5. Tôi có ý định phản kháng, nhưng lại bị những mảnh kính vỡ trên đất liên tiếp đâm vào tay, để lại mấy vệt máu dài.
anh là ai? Thả tôi ra! Tôi vừa gào vừa đập vào tay tên kia, nhưng một chút sức cũng không có. Tôi còn tưởng tên này định ném tôi từ trên tầng xuống cơ đấy. Không ngờ hắn lại xách tôi lên, sau đó ép lên tường tầng 5. Lúc này dưới ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tôi mới nhìn thấy người kéo mình là Mao Khả Ngọc. Mao Khả Ngọc? Tên điên nhà mày, mày muốn làm gì? Tôi hổn hển nói. Nhưng hắn không thèm để ý đến tôi, bóp cổ tôi ấn vào tường. Tôi không thở được, liên tục đẩy tay hắn ra. Nhưng tay hắn như gọng kìm sắt, móc chặt lấy cổ tôi. Lúc này hắn đẩy mặt tôi nghiêng sang một bên, sau đó dùng tay kia xé rách áo tôi. Tôi giật mình, không phải là gặp phải kẻ biến thái đấy chứ. Chẳng lẽ hắn nhìn tôi với con mắt khác? Thật ra là thèm thuồng nhan sắc của tôi. Trong lúc tôi sợ hãi đến không dám cử động, thì thấy Mao Khả Ngọc mỉa mai nói. Thì ra là thế, bảo sao mày không có việc gì, hóa ra vì trên cổ có ấn tỏa hồn. Hắn nói xong thì thả tay ra, chân tôi mềm nhũn ngồi trên đất. Tôi cố gắng hít từng ngụm không khí, thầm mắng 18 đời tổ tông nhà Mao Khả Ngọc. Nhưng hắn không thèm nhìn tôi mà âm thầm đi đến chỗ tối, dường như kéo thứ gì đó ra. Chờ đến khi tôi nhìn rõ, thì hắn đã ném hàn cận sang rồi nói. Vừa may có thêm mày, để mày vác đứa nhẹ. Tôi nhìn hàn cận nhắm nghiền mắt, bất tỉnh nhân sự, lập tức hiểu rõ vừa rồi chúng tôi bị trúng chiêu. Mao Khả Ngọc hai tay không đánh lại bốn tay, đành phải đánh họ ngất xỉu.